Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Theo dự báo, miền Bắc sẽ có khoảng 3 đến 5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Hà Nội cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón Tết Nguyên đán trong thời tiết rét. Tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo nửa đầu tháng 1, không khí lạnh hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Cả tháng có khoảng 4 đến 5 đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng. Hiện tại, MJO đang trong trạng thái ngăn cản đối lưu. Đến khoảng ngày 8 đến 13 tháng 1, pha đối lưu hoạt động trở lại, làm tăng khả năng gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Hiện tại đang trong thời kỳ mùa khô, cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ có thể có mưa trái mùa vào thời kỳ ngày 9 đến 12 tháng 1. Trên biển Đông cần đề phòng gió đông bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh. Thời kỳ từ ngày 1 đến 10 tháng 1 năm 2020, không khí lạnh hoạt động không mạnh, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Từ ngày 3 tháng 1, nhiệt độ Bắc Bộ tăng dần, thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng, mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng. Các tỉnh miền Trung, từ ngày 1 đến 3 tháng 1 thì tiếp tục có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to. Thời kỳ từ ngày 11 đến 20 tháng 1 năm 2020, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10 đến 30% so với giá trị trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Các khu vực khác thấp 40 đến 70%, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1 đến 2,5 độ C so với trung bình năm ngoái. Thời kỳ từ ngày 21 đến 31 tháng 1 năm 2020, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10 đến 30%, các khu vực khác thấp hơn 40 đến 70% so với trung bình năm ngoái. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1 đến 2 độ C so với trung bình năm ngoái. Cụ thể vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực Hà Nội có thể xuất hiện rét, rét đậm nhưng không kéo dài. Theo dự báo, các đợt không khí lạnh dự báo có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh. Nhiệt độ sẽ dao động từ 17,5 đến 18,6 độ C, cao hơn 1,5 độ C so với trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Một tuần trước Tết, thời tiết Hà Nội khá lạnh, nhiệt độ khoảng 17 độ C và có mưa. Trời sẽ hửng nắng vào các ngày 30 và mùng 1 Tết, nhiệt độ khoảng 21 độ C, sau đó sẽ có mưa vào mùng 2, mùng 3 Tết, trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ C trong cả tuần sau đó. Thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tí ở thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa, độ ẩm giảm, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ và nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, suốt 3 tuần trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ 16 tháng 1 đến 31 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng, trời có mây, nhiệt độ duy trì ở mức cao vào ban ngày và lên tới 35 độ C, dịu xuống vào ban đêm, giảm còn 22 độ C. Khu vực các tỉnh miền Nam thì có nắng, nhiều mây, nhiệt độ thấp hơn khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ 1 đến 2 độ C, nhiệt độ phổ biến là 33 độ C, ban đêm từ 10 đến 21 độ C. Thời tiết Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán có mưa trước Tết. Các ngày Tết trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C.